Đây mấy cái bông này mấy bông gì lạ quá nha anh chị. Anh chị nào biết cái bông nào này thì comment bên dưới giùm em nha. Thấy lạ quá em không biết, thấy đẹp quá em quay cho anh chị mình xem. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Tam Bình của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trên con đường rộng khoảng tầm 1m3 này nè, để quay giới thiệu cho anh chị mình một mảnh đất có tổng diện tích là 1.257m2, nhưng mà chủ sẽ cắt bán cho mình là khoảng 850m2 nha anh chị. Đặc biệt là trong đó mình có 200 thổ cư. Tại cái sổ này 1.257 có 300m2 thổ cư, chủ sẽ chừa lại 100, cắt bán cho mình là 850m2, nhưng mà mình được 200m2 thổ cư nha. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng đi thông về đường tỉnh lộ 868, khoảng cách từ ngay vị trí đất mình về tỉnh lộ 868 thì tầm khoảng 600m là tới nha anh chị. Đó là cái hướng này là anh chị đi thông về ngay thị xã Cai Lậy rồi về quốc lộ 1A luôn đó. Còn cái hướng ngược lại, đây là đường thông, đây là anh chị đi thông ra ủy ban dân xã Tam Bình, ra đường tỉnh lộ 864 á. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà ra tới đường tỉnh lộ 864 thì tầm khoảng 2,5 km nha anh chị. Còn về ủy ban dân xã Tam Bình thì tầm khoảng 3,5 km. Nhưng mà được cái mình sát bên đường ô tô luôn nha. Từ ngay cái vị trí đất mình mà ra tới đường ô tô thì tầm khoảng 150m là tới à, sát bên luôn. Và cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh đất này nè, tính từ miếng này nè anh chị, đi ngang qua là mình có 22m50 mặt tiền, và phía sau do chủ cắt ra cho nên phía sau hậu của mình cũng 22m50 luôn nha. Và cạnh bên đây mình đi sâu vào là 36m, còn cạnh phía bên kia mình đi sâu vào là 38m, cho nên tổng diện tích thì khoảng 850m2, trong đó có 200m2 là thổ cư, phần còn lại là cây lâu năm nha. Và bây giờ em đã di chuyển đi tới cái mí ganh mía dưới này cho anh chị mình xem. Ở đây thì điện nước đều wifi đều có rồi hết nha anh chị, chỉ cái cột hơi nhỏ thôi, còn ra phía ngoài đường bự thì có đầy đủ ngoài đó luôn. Đó đây cái mí ganh của mình tới ngay mí này nè, nó mình dài vô cạnh bên đây là 38m70 á, chiều sâu á anh chị. Giờ đây là em quay về hướng mặt tiền của đất mình luôn. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng nam, cho cô chú anh chị nào hợp gì phong thủy để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới ngay chỗ trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 47 phút, khoảng cách là 34 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mình chị về tới đây, thời gian đi là 53 phút, khoảng cách là 36 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây, mà anh chị về tới đây thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 35 phút, khoảng cách là 83 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem cho nó chi tiết cụ thể bên trong luôn nha. Nói chung là được cái mặt tiền của mình là rộng tới 22m50, và phía sau hậu mình cũng 22m50, và mình có cái chiều sâu là 38m70, và một cạnh là 36m. Được cái là bên trong mình có 200m2 thổ cư nữa. Hiện tại chủ gửi em bán giá chỉ có 650 triệu à. Đó, giá này cũng cực kỳ mềm luôn nha anh chị. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Tam Bình của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị liên hệ cho em theo số điện thoại là 039 545 4645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất này, được anh chị gặp chủ để mua nha. Giá chỉ có 650 triệu cho tổng diện tích là 850m2 luôn anh chị ơi. Nó bên trong mình thì có sầu riêng, rồi có mít, có bưởi luôn. Nói chung là có nhiều loại cây ăn trái luôn. Được cái là phía sau mình cũng có cái đường thoát nước phía con gạch mấy bên kia luôn nha anh chị. Do cái sổ này mấy bên hông của bên căn nhà 1.257m2 á, mình có con gạch mấy bên kia, cho nên cắt ra thì mình cũng có đường thoát nước đồ đàng hoàng hết nha. Được cái mình ra đường ô tô sát bên, vì đường tỉnh lộ lộ cũng khá gần, mình đi được hai cái tỉnh lộ hai bên luôn. Một hướng thì đi về tỉnh lộ 864, còn một hướng đi về tỉnh lộ 868 luôn anh chị. Đó, mình có mít, rồi có sầu riêng. Đây thì có mấy cây tùng, mấy tùng thì chủ để lại nha. Còn những cây ăn trái thì chủ sẽ để cho anh chị, còn tùng thì chủ sẽ bứng đi. Anh chị nào quan tâm tới cái mảnh đất này thì anh chị nên liên hệ cho em, hoặc kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên màn hình, rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem cho nó chi tiết cụ thể luôn nha. Đó, cái mít này tái quá nhiều luôn, quằn xuống luôn nè.
do chủ không bán á, chứ cái này đúng ra là mình phải gọc bớt nha. Mình gọc bớt mình chừa vài ba trái à, vậy thì trái nó mới to, mình mới bán vào cái mít loại 1 được. Mít loại 1 thì cũng tùy theo thời điểm nha, có thời điểm thì mười mấy ngàn ký à, và thời điểm thì lên cũng 40 mấy ngàn luôn, nhưng hiện tại hình như là 3 mấy 4 mấy gì đó. Đất mình thì cao gáo sạch đẹp, không có màu mã gì hết nha anh chị. Xung quanh thì hiện tại em quan sát thì cũng chưa thấy luôn. Nói chung ở đây anh chị về các nhà ở thì cũng được, dân cư thì nói chung là cũng khá xa. Ví dụ như 20-30 mét mới có cái nhà, 20-30 mét mới có cái nhà. Nhưng mà được cái mình ra đường ô tô á, thì ngoài đó dân cư khá là đông luôn. Ở đây anh chị thấy ha, phía sau mình có cái đường thoát nước luôn nè. Đó, cho nên vấn đề thoát nước thì anh chị an tâm. Đó ha. Đây, cạnh mình đó mình đi 38m70. Đây có đường thoát nước nè, chạy anh tánh luôn. Cạnh bên đây thì 36m. Tại vì cái sổ á, nó lên mức đầu tên là 1257, phía tên 35, nhưng mà đây em đổ 36. Nhưng mà diện tích tầm khoảng 850m² trở lên đó anh chị ạ. Do chủ cắt ra bán á, rồi em có đồ hạo cái khoảng này nè. Nói chung cái mảnh này mà có 200 thổ cư, bây giờ thổ cư 200 thổ cư là hết nhiêu tiền rồi. Mà giá hiện tại mà 850m², mà chủ kêu có 650 triệu à, mà được cái mình có 200m² thổ cư nữa. Thì anh chị nào mà cần tìm đất cất nhà ha, hay là mua để dành sau này cho ra riêng cho con cho cháu mình gì đó, thì anh chị cũng nên quan tâm cái mảnh này. Hoặc là anh chị cũng có thể đi xem thực tế cái mảnh này nè, bởi vì em thấy cái mảnh này nó có rất là tiềm năng. Giống như cái mặt tiền của mình là tới 22m50, thì cái sau này anh chị có thể là ra riêng cho hai thằng con trai hay gì đó cũng được, hay thằng gái gì cũng được, mình cắt ra, mình cắt cái lùm hai nữa, mỗi bên 100m² thổ cư, nó bên người được 11m 11m mấy 11m phẩy 25, nó chia ra đều hai đứa là rất là tuyệt vời rồi. Chứ 650 triệu thì giờ anh chị cũng biết rồi đó, đất hiện tại thì nó cũng đang tầm lắng, nhưng mà anh chị nào cần tìm thật thì em nghĩ mảnh này là phù hợp nhất luôn. À, anh chị thấy ha, mít có, sầu riêng có, mà sầu riêng chỉ có 2-3 cây vậy nha anh chị. Có 200, em thích mình có 200 thổ cư à. Điểm mạnh mình là có 200 thổ cư. Điểm mạnh thứ hai là mình có mặt tiền rộng. Điểm mạnh thứ ba nữa, phía sau mình có đường thoát nước đồ rõ ràng luôn rồi, cho nên vấn đề thoát nước á, thì anh chị an tâm nha. Đó, sầu riêng nè anh chị. Sầu riêng này là sầu riêng ghi 6 nha anh chị. Đó, nhưng mà cây cũng già cỗi rồi. Đó, còn cây bên đó thì còn được. Rồi thì em cũng lên nhanh cái clip này cho anh chị mình xem. Địa chỉ cụ thể của mình là xã Tam Bình của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngang mặt tiền đường của mình là 22m50. Và mình có chiều sâu một cạnh 38,70, một cạnh 36m. Tổng diện tích ước tính tầm khoảng 850m², có 200m² thổ cư. Giá hiện tại chủ gửi bên em bán giá là 650 triệu. Rồi anh chị nào quan tâm liên hệ ngay cho em nha. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo. Em xin chào anh chị ạ.